Chùa Cầu, một điểm đến không Chùa Cầu, Thalipi Hachat Oklatapa Tốt Tôi Mai, Ravang Pa Hội An. Hội An xưa là nơi hội nhân. Hội An Mương Can, Nánh Thalipi Pa Tom Ra Lô Tùm Bó Khớ Mương Cư, Cầm Thông Phùn Phạm Dun Nhật Hoa, Cầm Tọa Tầng, Nánh Ngã Băng Thông Tạ Trừng, Thalipi Ngã Băng Pịa Chạ Rô Ta Pia Krong Hoài. Cây do dân nành, Pa Pi Nê Mưu Nú Nhật Ngan Hoa, Nánh thấy nánh tặng tập biệt và tom chuyển chạy tặng tặng chùa cầu ba ai giáp ba tàu giang ba chụp cá nước ở tuần này ba tỏa cá tập pin ta toa hậu an mát do lấy tùm cái nên đi hai trả chàng hô lang bắc lát ta làm vắc tu nánh là bắc lát ta làm rơi tiêu chùa cầu thông tùm bóp biệt kỳ động thông ta là nguyễn đức ô rang chàng na bắc cặp thông mỹ va. Thế nào ta pa phố hội chùa cầu? Tệ tần cái nân, ra năm, tệ bị nhùi, ta thấy. Tệ bị nhồi, ca tôi mai mới ân tha băng. Tệ tần cái nân, ra năm, ca ô ra lấy chịu bị nhồi. Chùa cầu nánh cha nít khớ, xoan thắp tỷ phố cổ, thông tùm tầm nươi, hai trận. Thì bánh tệ tạ tầng, anukhani, hai trận nánh. Chùa cầu dâu ăn ngăn yêu thì nhu nánh tháp bó bà hà đi mưa ngọ tháp bó ta toa cảnh tập ba tha tình nừng và gia xích tại làm phòng play liếp bị hút bóp cọ thông trời làn Nguyễn Thị Minh Khai Trần Phú Hội An Hà Rây Ni nánh tháp bó toa mức tập ba nánh tình nừng và gia tì tòa phòng nánh cẩm phô tì Diên Phước thông Minh Hương tầm nơi về lại mới nước nhật tạ tầng chết cho tòa tòa phòng bạn nay chết bên nào mai theo truyền thuyết người ta nói rằng là có tôi tầm nơi mi và đồng lại nánh tha trời ở nước cù đây bạn nánh hô cô bác Ấn Độ giao thập bằng ảnh nước ni nhô nhá y cô giao ni hai trạch cọ tánh nước nhung cầy nánh mi và tạ tầng ta toa ni thông cho mình chết bạch chăng khi vợ biết ta làm phồn phạm dun nhật hoa chàng hoa rung tầm nơi ca tụm bó tầm mốt tập vẹt ta nức ra cày con nhô bảy lai ba linh yêu gia ta thi hô tao thun bó mi và yêu nắn ở nước cù muốn nước nhật yêu nắn nam ai du muốn nước hoa yêu nắn cao long ở nước thun ni nắn cọ đi ba nhật y cô ba Ấn Độ thông cả in nhô kỳ lại ba Hội An giao tốt ở nước ở thun ni nhô nhã y cô gia nhật tắc cày tân nước tổng 30 tiền giao tế Hội An chàng ốc kỳ đằng hạ cạnh chạy mưa nước hoa nhật dun thúc sam chạy bập lại xe lít cây do nhau nành có bà hà nếu hô chàng mưa nước nhật tạ tặng hô ăn mát do tha lá kiếm chạy cảnh tập ba các ân ấn nước thun ni ốp rẫy cá nhu đi chạy chạy kết sam kỳ đằng trọa cá rai tiểu tỉ mỹ va lâu bằng xa có ta toa ni chàng hô tổng ưu rang mới nước nhật ri trình chạy tạ tặng ô dung man tháp đốt chú nắn tụ có phân tí mỹ va phản yêu ta toa nhật bản hô to rụ việc ca rây tỉ chủ cầu nắn ô bài mưu liên phật rụ do lấy cho ba tạ tạ tặng bà hà mới ngọ ta toa kể lại nắn yêu giang vắc tô bắc đế trứng vũ nánh chệ ta trự cái nước ni giao tụ nhu ngã mừng phục thì bánh một nước Hội An nánh ô yêu lai viễn kiều ô tòa yêu nánh ta toa Nhật Bản nói yêu chùa cầu cây doa ta rụt vẹn hình rớ nánh một nước Hội An mong hoa cạch và chùa cầu ni tràng dâu lai viễn kiều một nước yêu nánh bà hà thun thầy bảo năm nay tốt một lúc lâu ta toa nê hô pa thông tạ tặng tha bó bà hà đế trệ thị nanh một núi Hội An rảy lai chạy ta trự nán một núi Minh Hương chàng tạ tặng tha bó bà hà xích bà hà bắc đế nán hầu giang chạy ta trự ca gia xoa cha cà thông cha bà nít chạy ta trự ánh nước cao long ô chạy ca ta nâng cày ra cây do nhân linh yêu thì rụ nao mai chùa cầu tỏ mưa trừng tha li pị hai chặt tà nạn tà nề tìm một núi hoa Nhật Bản dun an ngăn nắn yêu ta toa Nhật Bản chạy tàn cánh nắn ca rụ rít rương tạ tầng
Brahman thì vấn hai chặt hai dấp ni tôi pa mư ngọ bà hà hô lai viễn kiều ắc khăn an mát do lấy. Chợ canh Lê Quý Đôn ta làm phủ nến và ngã hô phát vì làn lâu nến thân thân đi bầu chủ đề tốt thập rốt thân đi panh và ta Nguyễn Phúc Chu tạ ta cai mai tanh Hội An bạn này ôm mong bố cá bay ta làm phòng play hô ta bó ta toa rác lý bị nến tồn trúc hình lại và gia linh yêu nào mai bà bảy sân lý bị sợ sợ và tao nến hô bạn này chàng bố sắp yêu Lai Viễn Kiều quán nguyện tôi nánh chu vĩnh diện vì ngủ nánh mong bố nhục viện khớ dòng dầu ba li bị ni che mong bố rụ nam mai thì tụm trúc kỳ lại nánh hạt chặt mong bố viện khớ dâu bị ngủ đối với va kỳ lại mai dâu tắc câu a thế dâu sắp tình nửa tì chắc là rau khăn Lai Viễn Kiều hồ ba nước tập viện nắn ta toa un rõ tôi tác trẻ mai ra văn cái do dòng nắn bạn này ta thuyết hồ tôi bà anh nã hai chặt hồ bà tao bảy bố Lai Viễn Kiều a khăn chàng hô chí thệ nắn mong bố hồ prong thập lốt sang tây mét hồ prang năm thệ anh nước kỳ dài mơ ta câu nên nắn hồ mong bố nắn ta thuyết việc khó thì biết do bà tao chạy vợ nên là chặt răng bên nhé lưỡng long tranh châu bị vẽ mi lại nén tùm thét khớ tỳ ta thúy ni tỳ bà ta nguyễn hồ tọa mất tỳ quốc sử quán triều nguyễn chàng bảy bốt thanh nô cali bị tỳ bà hà ni tại làm nên chàng nén hai chặt có bên ti tặng tập vẽ tạ tặng bà hà thông báo ta toa ni tùm bó hà nương thì chùa cầu hai trại nấn tòa hai giáp ba tàu thì anh nữ kara tòa có ta tòa nấn hai trại cá bay nấn hồ tòa giáp ba tàu nấn anh nữ kara thông hai trại nấn chạy bay mương liên hồ ba tọt bọ thông cầu thay bị ngủ đi mong bố chàng trước cầu tòa hai trại tạ tặng chạy ta trự cá mỹ va hô thúc sam thiên cầu song tinh an cấn thổ từ khi lưỡng tỉnh định khôn thể tức là hai cùng chó nhà trời nó an định dòm dầu tòa nước a thâu thì linh nghi nén tật trự cả la văn ta nước ni dòm dầu tử vi lưỡng tịch định khôn thân hồ lan giá nén tòa anh nữ ra nén tọ bạc la văn ta nước ni mong bốt khớ hãy giáp bắt tàu ở nước ra ni nến thông bắt thâu ngôi chạy ta trự ngã cả la vàng ta nước ni hô thúc sam ta làm ra tiểu ilimo mắt kiểu nối tiền một nước nhật ở nước ra nến hô thâu prong đi ra chạy ta trự tụm gia nước bị thông một nước mi và tập ở đây làm bạc lá ruột ta muốn tập dạ tiền giáp bắt tàu ni nến bắt chùa cầu chàng hô tòa cả nập cả nạp gia tha con dâu bể lại rụ nấn chàng bắt cặp tòa cá ta toa ni tòa án ức thu ni đồm lại hô tạ tặng tổm án ức khan ni dòm dầu chùa cầu chàng hô tạ tặng lâu thun nấn hạ chặt hô tụ tạ tặng nấn thun án ức ra bló hạ chặt bắt tệ nấn án ức thâu cả nạp tòa nấn chàng hô bị va bể lại tòa án ức thu ni chàng dâu bắp bộ tọc cổ nấn hạ chặt hồ ba mươi liên ba Hội An tôi tình nạn tình nệ tỷ mới nước Nhật ni nánh tha cho nít khớ thì tô tem giáo thông mới nước Trung Hoa thông Việt Nam á nước ra nánh ca la bọ ca cụ sami saman thông nánh khuyển thần chàng nánh hồ ba mươi liên ba Elimo Nhật Bản Việt Ralo Papini tôi muốn rang pháp lệnh sanh lý mới nước Nhật Bản chạm phải lại trong hồ ta trự anh nữ thun phát linh yêu ta thi hai chạm ta ca tỷ giang ca ra thông giang a thâu tặng mới ngọ tòa ta toa ta toa mức ta pa nấn thông tụm anh thun ni hai chạm dâu nấn kiếm
trần hát trận tiết cảnh tập ba các ân ở nước Athuni tục thờ chó khỉ tật 30 liên ở nước Athau ở nước Ra chàng cắt đong tại làm rơi tiểu Elimo ra lô bằng xa tại làm Yalingil tại làm rơi tiểu Elimo mắt kiến đấu tiền mới nói việc Đông Arung thông Mỹ Va tỏ bạc Hội An Đông Garay Athau dầu thà Athun nắn mâm rát Brun và Mai tổn bó cắt toát trầm mỏ Mỹ Va hai trận nắn chàng tàn ở nước Athau và nạ thang dầu Athau hậu an mát Việt Rong ngàn tại anh nữ anh thâu và tàu mưa ngọ 30 liên nắn tại làm tổm được cô rô quân phèn cho cha tỏa thông tầm nơi tìm bá rang hai trận nắn yêu anh nữ anh thâu một điều đặc biệt nữa là thắc ruột việc cái rây ra nắn anh thâu ngã trường tổm mới giáp bá tàu ni mừng cái dâu đó sẽ lấy tập ba bá tàu hai tay nắn chàng hô nắn chip hành chạy trứa dâu ở nước ắt thâu bắt tàu ở nước ra bắt tàu ruột cá đắt cá đê thì bắt tô hay chả nắng ngân bên tuổi mới giáp bắt tàu ni chàng tọ cá đong tôi thương về là thực tế ra những cái bịp bẹ hay giáp bắt tàu ni nắn rạn ni doa ta thun gia xoa prong nhô bị lệ bí tỏa giáp bắt tàu tọ còn nhiều ngã tỏa giáp bắt tàu bắt căn các rượu mới nâng khớ hay giáp bắt tàu này chẳng đông bà nấn tổm bị trí khớ và phổng play thông tổm thệ trí ô bà tệ hai chạn nấn và ngã tôi tăng ngân mình cây doa tổm tăng ngân hô át thơ biệt lòng thì tổm rắc khớ ba Hội An hai tầy trí tốt thun rạn ni nấn tổm phần mưa ngọ cây dâu ni tắc cổ tôi thun bị lạn tổm giáp bắt tàu này chẳng hô lên ngay cam mưu nâng khớ bà rang thông tình ạ tình nề tìm mưu núi Hội An nương mất chùa cầu li bị mong bố biệt kinh trớ tạ ca mỹ va tỏ bá ni tha bộ trà tam mư đời sống tâm linh của người Hội An thì di tích chùa cầu là nơi khá linh thiêng cây doa Hội An nấn là vang tân nước phản chữ tập ba cây doa gia xoa nấn mông phụ về sự trị thủy bởi vì Hội An là vùng thường xuyên chịu tác động bởi bão lụt. Chùa cầu nấn viện kinh trớ li bị tận đậu tôm cắt thà đông bà tôm vị trí khớ tận nặng tận nề tận thất ra